Hello anh em nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình làm video này là để tổ chức giải nông dân cộng 2 nha. Thì cũng có hai người gì ta, cái gọi là Mạnh Thường Quân ấy. Mạnh Thường Quân gửi tiền nói là muốn tổ chức giải nông dân cộng 2. Ừ thì cũng được, mình sẽ đứng ra tổ chức, mình cũng có đóng góp một tí trong đó. Thì đây mình có đăng lên cái YouTube của mình á. Các bạn vào cộng đồng này, chỗ này nha, giải đấu nông dân cộng 2 lần 2. Số lượng bài thủ là 28 người. Bài thủ có thể sử dụng các deck trong Lôi Nhã và Hoàng Gia hoặc Phù Thủy với rồng tầm trung. Anh em có thể hiểu như thế này, tầm trung là tầm 5-60% á, 5-60% deck Phù Thủy hay là rồng ấy. Chứ không phải là Phù Thủy VIP rồi rồng trắng VIP đâu nha. Như là Galaxy, là Thủy Hữu, rồi là họ chanh hoa đồ bao là bị cấm hết nha, không được dùng mấy deck đó, chỉ những cái deck này mà có trong đây mới được dùng thôi nha. Có thể dùng tất cả các lá bài ở sách tích lũy hoặc ưu đãi di tích, không bị hạn chế hai ma hát hay là cái gì đều không quan trọng, có thể được sử dụng hết, anh em được quyền sử dụng tất cả. Thì lời tham gia là anh em cầm tờ nha, anh em kết bạn Zalo thẳng luôn ơi, kết bạn Zalo 0924475587 đó là số của mình. Còn số của Mạnh Thường Quân là 0981099200. Quy định về giải đấu sẽ nói khi tham gia nhóm đánh giải Zalo nha. Hạng 1 100k, hạng 2 50k. Đấy, giải này là giải nông dân tổ chức ở cụm 2. Đợt mình cũng nói là mình sẽ tổ chức giải ở cụm 1, đó là khi mà được 1.000 sub. Thì cũng chờ đến 1.000 sub rồi để coi có ai đóng góp không. Thì không thì mình sẽ đứng ra tổ chức giải ở cụm 1 nữa. Rồi vậy nha, ba anh em tham gia nhiệt tình xíu nha. Giải 1 100k rồi, không nhỏ đâu, giải 2 cũng 50 rồi.